Tôi xin kính chào quý vị hoặc là các vị dân tộc thân mến của tôi, những quý vị dân tộc trung thành với dân tộc và đặc biệt là với Giang Hè. Anh bị hiểu mơ hoặc là Khai bị hiểu mơ. Thì tôi cũng muốn nói rõ cho quý vị một chút, tại vì tôi thấy có thể là quý vị vẫn chưa hiểu cái từ phán xét, không? Phán xét, đúng không? Tại sao người ta lại nói là phán rồi xét, đúng không? Những cái nhà văn của người Kinh họ đâu có ngu, đúng không? Tại sao người ta nói là phán rồi xét, hiểu không? Đâu người ta đâu nói là xét rồi phán, hiểu không? Hiểu không quý vị? Phán có nghĩa là người ta nói trước, hiểu không? Xét có nghĩa là sau cái sự việc đó, phải không? Sau khi cái phán thì nó phải có cái xét. Là xét gì? Xét xử. Xét xử là gì? Thì cái hậu quả vì những cái hành vi. Hành vi đó là gì? Thì hành vi vi phạm luật lệ. Luật lệ đó là gì? Đúng không? Luật lệ của Giảng He. Khai bị hở mơ. Và đó là người ta gọi là luật lệ về cái gì? Luật lệ về đạo lý, đúng không? Đạo lý là cái gì? Quý vị hiểu cái từ đạo lý là cái gì không? Giả sử như quý vị tốt bụng với ai đó, thực ra quý vị không hiểu cái điều đó là nó đến từ cái gì? Cái đạo lý đó là gì? Là cái đạo lý của Giảng He. Là nó nằm trong cái sách Kinh Thánh của chúng ta. Và đó là trong cái luật lệ của Ngài. Luật lệ đó là gì? 10 điều răn, đúng không? Người ta nói là 10 điều răn. Nhưng mà thực ra nó là cái lệnh. 10 cái lệnh, đúng không? Đúng không? Nói về pháp lý á. Còn về pháp lý là khác. Luật lệ là khác. Nó khác chỗ nào? Tôi cũng dùng một cái ví dụ để đưa ra định hình cái pháp lý là gì. Trong pháp lý á, quý vị không cần phải tốt bụng với bất cứ ai hết á, hiểu không? Vì nó không có nằm trong cái pháp lý, hiểu không? Cái việc tốt bụng nó không phải là cái triết lý của pháp lý hay là cái nền tảng của pháp lý, hiểu không? Pháp lý nó chỉ đơn giản là như thế này. Quý vị chỉ cần chuyên nghiệp, hiểu không? Hiểu không? Quý vị không cần phải thích ai, nhưng miễn sao quý vị chỉ cần làm theo cái pháp lý vậy thôi, hiểu không? Quý vị không cần phải tốt bụng với ai. Và đó là cái ý nghĩa của pháp lý, đúng không? Quý vị chỉ cần chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là gì? Quý vị có thấy không? Chuyên nghiệp là gì? Thì có nghĩa nó không có cái sự tình cảm, đúng không? Khi chúng ta nói cái từ tình cảm thì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái đầu hay là cái trái tim của chúng ta? Hiểu không? Thì tất nhiên là cái sự tình cảm là nó đến từ trái tim. Cái đầu để tính toán. Hoặc tính cái gì đó, suy cái gì đó, hiểu không? Còn trái tim là gì? Cái sự tình cảm. Cái sự yêu thương. Sự tốt bụng. Này nọ vân vân, hiểu không? Bây giờ quý vị có thấy cái sự khác biệt giữa hai cái
cái điều này không? Cho nên quý vị đừng có nhầm lẫn cái vấn đề pháp lý với lại luật lệ của giảng he, biết không? Nó không có giống nhau. Đôi khi nó chỉ là song song với nhau thôi, nhưng mà nó đâu có nghĩa là giống nhau, vì nó là hoàn toàn khác nhau, quý vị hiểu không? Thì tại sao tôi phải nói như vậy, đúng không? Tại sao? Để mà quý vị có thể hiểu, để phân biệt được cái nào là đạo lý của giảng he. Đạo lý thì cái luật lệ, đúng không? Còn cái pháp lý là gì? Cái đó là hệ thống chính trị do bọn phương Tây thiết kế, không? Thời đại của Babylon, La Mã, Hy Lạp này nó vân vân, hiểu không? Quý vị hiểu không? Nó đâu có phải là chuyện mới đây đâu. Cái lịch sử về pháp lý á, nó lâu đời lắm, nó không phải là chuyện mới đây đâu, đúng không? Như quý vị vẫn chưa có hiểu rõ về điều đó rồi, đúng không? Cho nên tôi mới bỏ một chút thời gian này để giải thích cho quý vị, đúng không? Nói về pháp lý á, quý vị không cần phải tốt bụng, vì nó không có trong cái nền tảng của pháp lý, đúng không? Quý vị chỉ cần hành vi theo chuyên nghiệp mà thôi, đúng không? Là theo pháp lý, đúng không? Đó. Giờ quý vị đã hiểu cái pháp lý là như thế nào chưa? Nghĩa là tôi không cần phải thích quý vị, ví dụ như đó. Nhưng mà tôi phải chuyên nghiệp, thấy không? Chuyên nghiệp đâu có nghĩa là tôi phải tốt bụng với quý vị, hiểu không? Chỉ là chuyên nghiệp với cái những gì tôi làm. Giả sử như công việc, thì tôi chỉ làm giỏi công việc của tôi mà thôi, đúng không? Nhưng mà tôi đâu có cần phải tốt bụng với quý vị, hay là này nọ với quý vị, ví dụ như đó, đúng không? Còn về pháp lý, còn về đạo lý của giảng he thì sao? Giảng he dạy cho chúng ta như thế nào? Theo quý vị hiểu thì tôi không biết những quý vị ngoài kia đã dạy cho quý vị đạo như thế nào, đã dạy đạo giảng he thực sự á như thế nào. Tôi không biết, nhưng mà theo tôi hiểu á là như thế này. Theo cái đạo lý của giảng he á thì nó có cái gì? Đạo lý không? Luật lệ, tiêu chuẩn, trình độ là sao? Thì luật lệ là 10 điều răn, đúng không? Thì đạo lý là cái tin mừng, đúng không? Và cái suy nghĩ, đúng không? Còn cái tiêu chuẩn là gì? Thì những cái đặc điểm, cái bản chất, cái tính cách và cái nét đẹp, đúng không? Thì cái trình độ là gì? Thì cái kiến thức của chúng ta về về đạo của chúng ta, và đó là trong sách Kinh Thánh, đúng không? Về những cái này nọ, ngày lễ này, luật lễ này, và những cái thứ mà mình có thể sao ta, và những cái hành vi á trong xã hội, đúng không? Thì nó có bốn cái luật chính. Thứ nhất nó nói luật về công dân, nghĩa là cách mình cư xử á, trong xã hội á. Luật về đạo lý này, đúng không? Thì tôi vừa vừa giải thích đó, đúng không? Là cách mình tốt bụng với người, với một vị nào đó, thấy không? Với dân tộc của mình, gia đình của mình, không? Và những vị ngoại tộc, đúng không? Thì đó là một cái ví dụ, là cái đạo lý, thấy không? Rồi điểm thứ ba, đây là cái luật luật thứ ba là gì? Là nó liên quan những cái thứ mình ăn, có những thứ mình không nên ăn, có những thứ mình có thể ăn,